về tiểu sử của một vị thánh nữ thật hiền lành, khả ái và thật trong sáng như tên của bà. Tên của bà là Clara, tiếng Ý có nghĩa là ánh sáng. Cho nên nên nhớ giữa cái mối quan hệ nào, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, bất kỳ mối liên hệ nào, yếu tố căn bản để duy trì là có biết tha thứ không. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, khi anh em tôi xúc phạm đến tôi phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo với anh rằng tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên vua ra lệnh bán y, cả vợ con, tài sản của y để trả cho hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân vua và van xin rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn nữa và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Nhưng vua động lòng thương, trả tự do và tha hết nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y có 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ và nói: Trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn cũng sắp mình dưới chân và van xin: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn nữa, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật lại với đức vua tất cả câu chuyện. Bây giờ, đức vua đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi van xin. Còn ngươi sao không chịu thương người bạn như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha thầy trên trời cũng xử với anh em đúng như vậy. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em của mình. Khi nói xong những lời đó, thì Chúa Giêsu bỏ xứ Galilê mà về đến Judea bên kia sông Jordan. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi nói ở đầu lễ, tôi sẽ nói một chút xíu về tiểu sử của một vị thánh nữ thật hiền lành, khả ái và thật trong sáng như tên của bà. Tên của bà là Clara, tiếng Ý có nghĩa là ánh sáng. Thánh Francisco khó nghèo, gọi là Francisco Assisi, thì sáng lập ra cái mà mình gọi là dòng nhất, tức là dòng thứ nhất của hệ phái Francisco, còn gọi là dòng anh em hèn mọn. Mà ở đây gia đình bà cố cha Nhật đó có một thầy đó. Còn dòng thứ nhì của dòng nữ của Thánh Clara sáng lập thì mình quen gọi là dòng nhì. Còn có nhiều ông bà sống theo tinh thần của Thánh Francisco cũng tuyên lời khấn để đi theo ngài thì gọi là những người sống giữa đời, ta gọi là dòng ba Francisco hay dòng phan sinh tại thế. Ngày 18 tháng 7 1194 ở Assisi, miền Umbria, trong dòng họ công giáo rất giàu có quý tộc, tên là Offrescio. Trong gia đình kể lại thì sinh ra một bé nữ luôn luôn nở nụ cười, chưa hề than khóc gì. Tên của bé đó là Clara, như tôi nói nghĩa là ánh sáng, là vì ông bố trong lúc
người vợ mang thai, hai ông bà đi hành hương cầu nguyện thì có tiếng nói trong đầu hai ông bà: đừng sợ, là vì hai người sinh ra một luồng ánh sáng, cho nên khi sinh con ra thì tin vào cái lời đó, ông đặt tên cho con gái là Clara, mẹ là Octulama, trong khi chồng là hiệp sĩ. Như mình biết cái ngành đó là một trong những ngành khá đặc biệt ở trong giới quý tộc của châu Âu. Ông là Favorore. Clara là một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành, đạo đức. Rồi nghe có một người thanh niên cũng vùng đó, 30 tuổi, tức là lớn hơn cô ta tới 12 tuổi, lập ra một cái nhóm người sống theo tinh thần của Phúc Âm. Clara say mê đi theo. Và có một nghi thức mà bây giờ mình tóm tắt lại đó, là quyết chí đi theo, mà Thánh Francisco lúc đó 30 tuổi thì không dám nhận, nhưng trước bàn thờ, bởi vì cô Clara cứ quyết tâm đi theo, cho nên ông ấy cắt tóc, cắt cái mái tóc thật đẹp để lên bàn thờ, rồi dẫn nàng đi sang cái tu viện dòng Benedicto nữ để giao nàng cho nàng tu trong đó. Rồi ông cậu là một người quý tộc mà tức tốc đi tìm con, tìm cháu của mình để lôi về. Khi ông và các gia nhân, tức là lính tráng tới, thì cô thiếu nữ cứ ôm cái chân bàn thờ đó, nhất định không thả ra. Đó là những câu chuyện. Để rồi sau này khi Francisco tiếp nhận bà, không phải là vào dòng, tìm cho bà một cái nơi, thành lập ra nhà dòng Clarice, lấy tên Clara. Bà qua đời có vài năm, có 3 năm thì được phong thánh. Đó là một trong những gương phong thánh nhanh thứ nhất trong giáo hội. Hôm nay tôi chỉ nói như vậy bởi vì rất nhiều người say mê lý tưởng sống khó nghèo của Thánh Francisco. Nhưng bài tin mừng của mình hôm nay nói về tha thứ. Tôi đọc thấy trong lời chú giải của Kinh Thánh thì nó có những cái điểm rất lý thú sau đây. Thứ nhất, Thánh Phêrô đến hỏi Chúa trường hợp của ông. Ông phải xử trí làm sao? Phải tha 3 lần. Người Việt Nam mình là người Á Đông nói chung, tha 3 lần. Gọi là nhất quá tam, 3 bệnh, tới lần thứ 4 không tha. Người Nhật thì không phải vậy, nhất là tội ăn cắp chẳng hạn, không tha, bị bắt gặp 1 lần chặt 1 ngón tay giữa công cộng rồi lành, nếu bị bắt lần nữa chặt 1 ngón nữa, nếu bị bắt lần thứ 3 mà đã thấy có 2 ngón cụt rồi chặt đầu, không tha. Đó, 3 lần. Nhưng mà các rabbi thời theo luật Mai Sen thì bảo rằng phải tha đó đến 7 lần. Cho nên hôm nay ông Phêrô đưa con số đó ra là vì ông học như vậy. Tha đến 7 lần. Số 7 được coi là con số hoàn hảo. Ngọn đèn có 7 ngọn, tuần lễ có 7 ngày, bí tích có 7 đó, mình cũng chịu ảnh hưởng đó. Cho nên Chúa Giêsu thì khi ông Phêrô hỏi đe đưa luật ra đó, có phải tha 7 lần không, thì Chúa nói hơn như vậy nhiều. Cái nền tảng đó nó nói lên một sự tha thứ vô điều kiện, không có tính toán. Đó là những gì chú giải trong quyển Kinh Thánh, hay là Thánh Kinh. Nhưng hôm nay tôi muốn quý vị coi lại với tôi một chút chuyện cũ. Khi mình sống với nhau, có ai là một hòn đảo không? Không ai hết, kể cả các nữ tu ở trong dòng kinh cũng có mối liên hệ với nhau. Có nhiều yếu tố để duy trì cái mối liên hệ, tức là để maintain cái relationship. Nhưng yếu tố
tố căn bản nhất và quan trọng nhất. Không phải là say mê nhau đâu, mà là dám tha thứ cho nhau. Người ta chẳng thể yêu thật lòng nếu không muốn tha. Vì tha thứ là ngưỡng cửa mời gọi để bên kia, bên có lỗi, được tái sinh, được sống trở lại và làm lại từ đầu, để cái mối liên hệ được nối trở lại. Cho nên, nên nhớ giữa cái mối quan hệ nào, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, bất kỳ mối liên hệ nào, yếu tố căn bản để duy trì là có biết tha thứ không. Rồi xét lại phận mình, biết bao nhiêu lần mình hứa với Chúa. Mỗi lần đi xưng tội là hứa cái gì? Con dốc lòng chừa cãi, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa nhiều tội. Thật đẹp. Nhưng mà có một tác giả về thiêng liêng là ông Brother Lawrence của nước Úc đó, ông ấy viết cứ mỗi lần hứa là có một lần sẽ phản. Nhiều khi hứa mới xong thôi. Nếu có viết bằng văn bản mực chưa ráo thì đã có mầm mống phản rồi. Mà đúng, mỗi lần tôi hứa với Chúa là mỗi lần báo trước một sự vấp ngã, phản bội. Tôi hứa hoài, tôi lỗi hoài. Nhưng cái lạ lùng giữa cái mối liên hệ giữa tôi và Thiên Chúa là Chúa không bao giờ nói rằng ơi mệt mỏi quá tha cho con hoài vậy. Không, Chúa chưa bao giờ phát biểu câu đó. Ai đi tìm thấy câu đó trong thời Chúa Giê-xu thì cho tôi biết. Trong Cựu Ước có. Chúa Giê-xu đã phá hết tất cả những cái quan niệm một Thiên Chúa đã nhàm chán dân của Ngài. Đó là thời Cựu Ước. Còn đời Chúa Giê-xu không bao giờ nghe. Và bởi vì nếu Chúa không tha thứ cho tôi thì rồi làm sao gọi là Chúa yêu tôi? Không thể yêu được vì thiếu yếu tố tha. Cho nên tha là một lời mời gọi, mở ra một khung trời cho tôi làm lại từ đầu. Nhìn vào cái cách đối xử của Chúa đối với mỗi người chúng ta thì mình có phải tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình không? Ai cũng biết lý thuyết là phải. Nói rất hay, phải. Mà hơi bất mãn chút. Câu trả lời của một số người cũng có thể là không. Bởi vì Chúa thì vô biên, cho nên Chúa tha hoài được. Còn tôi là con người có giới hạn, làm sao tôi tha hoài được? Cái câu lý luận xem ra hợp lý, nhưng chẳng hợp tình tí nào. Cái lý do đơn giản mà tôi phải tha là vì tôi cần được Chúa tha. Cái đó có tính cách mua bán đổi chác rồi. Để được Chúa tha cho tôi, cho nên tôi phải tha cho người này người kia. Trong cái đó có cái mùi ích kỷ. Chính ở trong mỗi người chúng ta có hai con người. Nói thẳng là có hai cái mặt nạ. Một con người lỗi phạm và một con người công chính. Và vì mỗi người chúng ta có nhiều khuyết điểm lắm, cho nên không thể chối từ được điều đó. Bởi vì chính chúng ta được cưu mang và được sinh ra trong ảnh hưởng của khuyết điểm và tội lỗi. Cuộc đời là nối tiếp những cái ý nghĩ rất bất chính và những hành động rất lầm lạc. Mà khi làm rồi mới hối hận, mà hối hận rồi lại quen đường cũ làm lại. Tôi phải chấp nhận thực tại của con người là vậy, không thể tránh né. Chối từ cái thực tại này là mình chối từ chính mình. Chẳng ai có thể từ chối chính mình được, vì sống là nhìn nhận sự hiện hữu có thật của mình, mà mình là như vậy. Nhưng nhìn lên lúc nào Chúa cũng tha, thì mình nghĩ sao?
sự yếu đuối cũng như con tim biết yêu mến cái điều thiện hảo. Bởi vì nếu tôi oán ghét bất kỳ ai là tôi tự hủy diệt chính tôi. Bởi vì tôi được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là yêu thương, mà kết quả của yêu thương là tha thứ mà tuần thà. Thì tôi đâu phải hình ảnh của Chúa, mà không phải hình ảnh của Chúa thì tôi giống hình ảnh của đất, đá, thú vật, sinh vật, vân vân. Từ đó tôi hiểu rằng chính tôi luôn luôn cần được Chúa tha thứ. Tôi thương tôi mà tôi vẫn phải sử dụng tự do một cách sai lạc để làm hại chính tôi, để làm cho mùa xuân trong tôi nó tàn úa bởi tội lỗi, bởi ích kỷ. Như vậy đối với tha nhân, kẻ mà tôi thường không thông cảm, không tha, không hiểu rõ về họ, thì làm sao chính tôi không xúc phạm đến họ? Vậy tôi cũng cần họ tha nữa, chứ không phải Chúa mà thôi. Rõ ràng quý ông bà nghe, tôi chỉ tóm tắt một vài cái suy nghĩ như vậy. Khi tôi từ chối không tha cho ai thì bảo rằng chính tôi không cần ai tha thứ. Đó, cái đó là cái kiêu căng đến tột cùng. Chỉ có người nào không bao giờ lầm lỗi mới không cần được tha thứ. Có ai dám tự hào mình không lầm lỗi? Kể cả phương diện trần gian, lẫn phương diện tâm lý, lẫn phương diện thiêng liêng. Cho nên tha thứ là lời mời gọi để tình yêu được lớn lên. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Hãy nhớ một điều, mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa nó xây trên cái nền tảng căn bản nhất là Chúa luôn luôn tha thứ. Vậy chúng ta có liên hệ với bất kỳ ai thì chúng ta giữ cái mối liên hệ đó trên nền tảng nào? Tôi không biết câu trả lời, nó tùy mỗi người. Xin hãy trả lời với Chúa rằng con muốn giống Chúa mà Chúa tha, còn con thì chưa tha, thì giống chỗ nào? Cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Lâu lâu chúng ta coi lại một chi tiết thôi, do bài tin mừng gợi ý lên, để rồi chúng ta thấy tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này nó đều dựa trên cái yếu tố rất căn bản, đó là sự tha thứ. Không phải tha cho người khác không, tha cho chính mình. Rất nhiều người không thể tha cho chính mình là bởi vì họ không chấp nhận là họ lầm lỗi, họ ngu dại, họ khờ khạo. Tội nghiệp. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để mỗi lần vấp ngã cứ đến nói với Chúa: con muốn lắm mà con làm không được, y như Thánh Phaolô nói. Rồi con cần Chúa. Tôi tiếc câu chuyện vui về trẻ con. Nó nghĩ sao nó nói vậy? Có một linh mục già cỡ hơn tôi mà cũng để râu ria đồ. Ở Việt Nam họ hay để râu ba tròn, mà Việt Nam mình thì râu nó không rộng, cho nên nó chỉ có chỗ này thôi, khá nhiều. Thì ông ấy đến hơi sớm, hai vợ chồng đang lay quay dưới bếp, mới kêu thằng bé chắc 9-10 tuổi lên: con ngồi nói chuyện với ông cố cho vui con. Cái nó nói dạ. Cái nó lên nó ngồi: Ông cố có gì vui kể con nghe. Ông cố nói tao không biết gì kể, đâu mày nói cho tao biết bữa nay nhà cho ăn món gì nè. Thực tế con không biết, chứ mà làm tiệc để đãi gì mà mày cũng không biết. Không biết, con nghe ba má nói chiều nay nhà mình có con dê già tới ăn. Ông hiểu liền là ai rồi. Từ lời yêu Chúa cho con vào đời, bàn tay Chúa nhẹ chạm đến lòng con.
chờ tình giấc mơ đẫm bao lệ nhòa, vì con đã bỏ quên Chúa mất rồi. Chúa ơi, xin tha thứ đời con. Nhẹ nhàng con bước đến với Ngài, con mang theo bao ưu phiền lắng lo. Chúa ơi, xin cho con ở lại, ở với Chúa trọn cả hôm nay. Những phút giây con ngồi bên Chúa là khoảng lặng đẹp nhất cuộc đời. Dù ngoài kia sóng gió quá mịt mù, thì lòng con luôn vẫn bình an. Hãy để con ở lại nhé Chúa ơi, bên bờ vai Giê-xu đầy yêu thương. Khẽ dù con trong giấc mơ nhẹ nhàng, thật ấm áp bên vòng tay Chúa ôm con. Những phút giây con ngồi bên Chúa,